luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Một trong thủ môn được đánh giá đang là dọ đạt cho danh hiệu găng tay vàng với tỷ lệ cản phá là rất cao giải đấu này. Phá bóng của Hoàng Công đâu? Sai lầm đến từ vị trí của Sơn Hồng. Dấu ấn sai lầm ở trong trận bán kết và đã phải trả giá ngay lập tức. Và công đợi thì không đơn giản. Và một chiếc thẻ vàng. Một chiếc thẻ vàng đầu tiên và được rút ra dành đến với Mạnh Tuấn. Và cày đè là khá tốt, nhưng thủ môn Tuấn Anh De Gea đã chủ động để băng ra trong pha bóng này. Rất hay, câu đây! Cú hat trick đến từ vị trí của công đợi. Quá xuất sắc, ngày hôm nay thì công đợi thực sự đang cháy rực sáng. Vâng, và tiếp tục 500.000 đồng nữa đến từ vị trí của Sáng Caris. Sáng Caris đang giành đó là tổng số tiền là 1.500.000 đồng cho 3 bàn thắng đến từ cao thủ 9496. Vâng, đánh đầu! Hai ba rồi. Vâng, đó thế bị đau ở bên ngoài sân và trọng tài ngay lập tức cho tiếp tục để cho tổ y tế của cao thủ 9496 tự xử lý. Và ngay lập tức bàn thắng đã đến. Vâng, nếu như trong sân thì trận đấu có thể không thể tiếp tục, nhưng đó thế là tình huống đó là ngoài sân. Cắt bóng rất hay, thế kỷ vẫn là kỷ bé Alex bé kỷ Kama. Và đi bóng quá đẹp mắt, cú dứt điểm không thể cản phá và phòng ngự của cao thủ 9193 đã không biết làm gì để ngăn cản tốc độ, sự cản lướt và một cú dứt điểm hoàn hảo trong pha bóng vừa rồi. 1-0 dành cho cao thủ 8890. Hiệp một kết lại thì 8890 đang có một lợi thế nhỏ với siêu phẩm của thế kỷ để giúp họ có một bàn dẫn trước. Đó là Sơn Hữu, đẳng cấp của Sơn Hữu một lần nữa lên tiếng để giúp các cầu thủ 8890 có bàn thắng thứ hai. Một tình huống tấn công đơn giản, một cú bắt bô lê, phải nói là không có cơ hội nào đến với vị trí của trường lửa cả. Để vượt qua được Khánh Múric không phải là điều đơn giản một chút nào cả. Cầu thủ với một thể hình mỏng cơm thôi, nhưng kinh nghiệm cùng với đó là sự tinh quái của Khánh Múric thì không thua kém bất kỳ một đội bóng nào. Siêu phẩm rồi, bàn thắng thứ ba. Và đây là bàn thắng không biết là thứ ba hay thứ bốn của thế kỷ nữa. Thay người, 4 bàn của thế kỷ rồi để đưa thế kỷ dẫn đầu danh sách của pha lưới.
với một thế trận như thế này thì cao thủ 91-93 cũng rất khó khăn. Hoàng Nam, vẫn là Hoàng Nam, cần phải đường truyền nhanh hơn và xử lý là hơi chậm. Rất hay, Quang Thiên dứt điểm 4-0 rồi. 4-0 cho cao thủ 88-90. Những sai lầm liên tiếp đến từ cao thủ 91-93 và họ liên tiếp phải nhận những bàn thua vô cùng chóng vánh. Ngày hôm nay thì Cường Ra Bốt cùng những người đồng đội của mình đã thật khó để có thể chống đỡ được sức mạnh. Và trận đấu đó thì cầu thủ 88-90 đã vượt qua những người đàn em với tỷ số là 3-2. 4-2 và Trung Eco, bàn thắng thứ hai của Trung Eco ở giải đấu này. Cú đánh đầu rất đẹp mắt của Trung Eco để đưa trận đấu lên thành 5-0. 88-90 vẫn đang thi đấu nhiệt. Thịnh Ngọ Nghinh, cơ hội, Hoàng Nam, Tuyến Đại, cơ hội, dứt điểm, câu vào, vẫn dứt điểm. Bóng chạm tay rồi, sẽ có 3 tỷ, rút ngắn tỷ số, Văn Thắng, wow, may mắn rồi. Vâng, nụ cười đã được nở trên môi sau những áp lực cực lớn của cao thủ 89-90 đã tạo ra. Cuối cùng thì món quà của Đình Truyền đã mang tới và các cầu thủ 91-93 đã đón nhận với một niềm vui. Hơn một nửa thời gian hiệp hai trôi đi rồi, Đình Truyền không vào, dứt điểm đầu tiên của Đình Truyền. Đây cũng có lẽ là cú dứt điểm đầu tiên trong giải đấu này của Đình Truyền. Giờ cơ hội, Quang Thiên 6-1, cú đúp của Quang Thiên. Và Quang Thiện cũng có 4 bàn rồi. Anh đang cùng với Nguyễn Kỳ, cùng với Bé Kỳ để dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Một cú đúp của Nguyễn Thiện hiện đang là một tay vợt lớn nhất ở giải đấu này. Và cũng rất khó có thể sàn lấp khi mà giải đấu này đang sở hữu một những đội bóng. Cơ hội, Quang Thiện làm gì đây? Chính. Lần này thì Quang Thiện, vâng, đúng lúc này thì ông Tô Minh Hằng cũng đổi tiếng còi kết thúc trận bán kết. Một trận đấu ác mộng của các cầu thủ khi mà tỷ số được tái lập ở World Cup Brazil khi mà chủ nhà đã thất bại trước cầu thủ tuyển Đức với tỷ số là 1-7.